Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Vụ đối đầu mẹ con bà Thanh trong kế hoạch giải cứu Duy Bảo khỏi địa ngục. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của mùa sậy trổ bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tập tiếp theo mở đầu bằng cảnh Vũ lo lắng ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt anh tràn đầy lo âu khi nghĩ về người anh đang chịu khổ đau trong tay mẹ con bà Thanh. Vũ biết rõ, một khi Duy Bảo không còn khả năng chiến đấu, mọi quyền lực trong tập đoàn sẽ rơi vào tay Khôi, con trai của bà Thanh. Điều này không chỉ nguy hiểm cho sự nghiệp của Duy Bảo mà còn đe dọa đến toàn bộ gia sản và danh dự của dòng họ. Tâm trí Vũ không ngừng tìm cách cứu anh, nhưng với sự tàn độc của mẹ con bà Thanh, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến họ mãi mãi ngủ yên dưới nấm mồ sâu. Sau một thời gian dài theo dõi, Vũ cùng với ông Sơn, tài xế trung thành của ông Thiên, quyết định phải hành động ngay lập tức. Họ biết, việc cứu Duy Bảo không thể chỉ dựa vào lời nói hay sự khôn khéo, mà phải có bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Kế hoạch của họ là lắp đặt một chiếc camera bí mật trong phòng của Duy Bảo, để ghi lại mọi lời lẽ và hành vi ác độc của mẹ con bà Thanh. Như thế, Vũ sẽ có bằng chứng tố cáo họ trước pháp luật, thời điểm thích hợp để hành động đến khi bà Thanh và Khôi đều vắng nhà. Vũ nhanh chóng nhập vai trợ lý của Khôi, tìm cách tiếp cận căn biệt thự. Khi gặp cô giúp việc tên Lệ, Vũ khéo léo đánh lừa rằng anh cần lấy vài tài liệu quan trọng cho công việc của Khôi. Dù ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghe Vũ khen ngợi và thuyết phục, cô Lệ đồng ý cho Vũ vào nhà. Đúng lúc cô Lệ định dẫn Vũ lên lầu, ông Sơn bất ngờ xuất hiện, giả vờ hỏi chuyện bếp núc để đánh lạc hướng cô. Cô Lệ hoảng hốt nhớ ra mình để cá kho trên bếp và vội vàng chạy xuống bếp, để lại Vũ tự do hành động. Trong phòng Duy Bảo, Vũ thấy cảnh tượng khiến anh đau lòng không thể tả. Anh Duy Bảo thông minh, mạnh mẽ ngày nào giờ chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt, bị giam hãm trong trí nhớ hỗn loạn, nằm co ro trên giường. Vũ nhẹ nhàng đặt camera vào một góc kín trong phòng rồi thầm hứa với Duy Bảo, anh yên tâm, em sẽ đưa anh ra khỏi nơi địa ngục này. Sau đó, Vũ lấy ra tập tài liệu giả mà anh đã chuẩn bị từ trước, lặng lẽ bước ra khỏi phòng và trở lại với cô Lệ mà không gây chút nghi ngờ nào. Những ngày sau đó, Vũ hồi hộp chờ đợi kết quả từ camera bí mật. Khi kiểm tra dữ liệu, anh không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn. Bà Thanh, người phụ nữ mà cả xã hội ngỡ rằng nhân hậu, bao dung, đang hành hạ Duy Bảo một cách tàn nhẫn. Những câu chửi rủa, lời lẽ cay độc mà bà dành cho Duy Bảo khiến Vũ không khỏi phẫn nộ. Mày là thằng con hoang. Sự có mặt của mày đã phá hủy cuộc sống của mẹ con tao. Bây giờ, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Những cú tát, cú đấm liên tiếp của bà Thanh đổ xuống người Duy Bảo, và tất cả đều được camera ghi lại. Cao trào đến khi bà Thanh trong lúc tức giận, đã thú nhận rằng mẹ con bà chính là thủ phạm đứng sau vụ tai nạn khiến ông Thiên qua đời và Duy Bảo mất trí nhớ. Chính bà đã thuê người gây ra vụ tai nạn đó, mục tiêu là Duy Bảo, nhưng ông Thiên lại chết oan. Bà còn tiết lộ, bà đã mua chục bác sĩ để tiêm thuốc ức chế thần kinh khiến Duy Bảo không thể hồi phục trí nhớ. Chỉ vài tuần nữa thôi, mày sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc mãi mãi, bà Thanh cười lạnh lùng. Khôi cũng không kém phần ác độc khi bước vào phòng, nhìn Duy Bảo với ánh mắt khinh bỉ. Mày chưa bao giờ là đối thủ của tao. Giờ thì nhìn xem, mày chỉ là một thằng ngu ngốc. Tao sẽ có tất cả, tập đoàn Trang Thiên, người con gái tao yêu và cả cuộc sống mà mày từng có. Những lời nói đắc ý của Khôi đã giúp Vũ có thêm một bằng chứng quý giá về âm mưu chiếm đoạt gia sản của mẹ con họ. Với những bằng chứng quý hơn vàng này, Vũ quyết định phải hành động ngay. Nhưng anh cũng hiểu rằng, mẹ con bà Thanh không dễ dàng để mọi chuyện trôi qua. Nếu họ phát hiện ra Vũ đang có bằng chứng, anh chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo trong danh sách trừ khử của họ. Vũ nhận ra rằng thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng đưa Duy Bảo ra khỏi căn biệt thự trước khi quá muộn. Tập phim kết thúc trong sự căng thẳng tột độ khi Vũ ngồi trong xe, tay cầm ổ cứng chứa toàn bộ bằng chứng, ánh mắt đầy quyết tâm. Liệu anh có thể thành công trong việc giải cứu Duy Bảo và đưa mẹ con bà Thanh ra trước ánh sáng công lý, hay sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tàn khốc, nơi cái ác luôn ẩn nấp sau những nụ cười giả tạo và những lời nói dối trắng trợn. Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa sậy trổ bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.